Rồi, chào tất cả các bạn. Mình là Trung Nguyễn đây. Hôm nay cuối tuần thì Trung Nguyễn có một cây mai đế đẹp này, đế quái giới thiệu với mọi người luôn. Đấy, giới thiệu anh em nào hợp nhãn thì giao lưu nha. Cây này thì những cái cọng rễ nó này anh em. Toàn là rễ lớn thôi nha, không có rễ cám. Rễ này thì được xếp đế từ nhỏ rồi. Cây này thì mình cũng sưu tầm về thôi. Thấy đế đẹp thì sưu tầm giờ. Đấy, đế thì trái đều tứ diện luôn. Cái này khô cái lé không thấy được. Này vừa bưng về anh em. Tây tán thì cũng người ta cũng đã đi được nước mục rồi, định hình nước mục, một số cành nó ra thì cũng chưa đi lại, đó là mình sẽ làm lại. Anh em nào hợp nhãn thì giao lưu nha. Cây này thì hiện tại thì có bộ đế rất đẹp, thân cành thì lắc lượng. Cái nói chung cái cốt này là thân thì tầm 15 anh em. Tầm 15. Có một chi, hai chi, ba chi, bốn chi. Bốn cành một ngọn anh em. Bốn cành một ngọn là thế ngũ phúc á. Dáng trực, trực lắc. Ngũ phúc là năm. Nên là bốn cành một ngọn. Mấy cái lá này non nó cháy lá. Cái này ghép giống cúc sáu hương cũng rất là dễ chăm sóc. Vết ghép này nó lớn rồi, liền lạc rồi. Cây này chiều cao nó từ để mình lấy thước mình đo cao từ mặt chậu đến ngọn là tầm 40 nha anh em, 40 nha. Tán thì rộng khoảng 45 50 anh em. Đây đế này, đế thì nói chung nó tròn đều, trái đều tứ diện 24 giờ. Đế này là 20 phân này. Độ rộng trái đế là 20 phân nha anh em. Rồi, anh em nào mà hợp nhãn cái cây mai này thì mình giao lưu giá là 1 triệu 700 ngàn nha. 1 triệu 700 ngàn. Anh em về thay một cái chậu nữa. Thay một cái chậu thấp xuống. Càng lại nhìn cái mai nó sẽ đẹp hơn, nâng cái bộ đế lên được nha. Đế này người ta còn còn bê tông này anh em, xe ra nâng lên. Mùa này thì cũng sắp vào mùa mưa rồi nên không có sợ nha. Đế rất lớn, đế rất độc, độc đáo, trái đều tứ diện luôn nha. Đế này thì nhìn rất đẹp, không khuyết điểm nào hết. Chung là cây này là mình giao lưu giá 1,5 triệu anh em. Mình ra đi mình kiếm tiền cà phê thôi, giao lưu với anh em cho vui. Chứ bữa giờ cũng không có giao lưu cây nhiều, mùa dịch bệnh thì rất ít giao lưu cây. Cây nói chung rất là tốt nha. Mướt. Đọt non ra tua tua này. Anh em nào thích những bộ đế độc lạ quá vậy á, thì nên sưu tầm những cái này. Đấy. Cái này về lên chậu sang nhìn rất đẹp. Tại vì chậu này vào chậu xi măng á, nhìn nó không có tôn được dáng cái cây, cũng như là độ bề thế của cây nha anh em. Rồi, chào anh em.